Nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện tốt, ngày 23 tháng 8 tại xã Định Biên, Điện lực Định Hóa đã thực hiện cài đặt sử dụng app chăm sóc khách hàng thay thế cho tin nhắn chăm sóc khách hàng trên Zalo. Trong đó, để thực hiện đồng bộ, số hóa dữ liệu, đảm bảo thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Điện lực Định Hóa thực hiện đối soát thông tin giữa cơ sở dữ liệu khách hàng của ngành điện với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cài đặt miễn phí app chăm sóc khách hàng để nhận các thông báo về điện thay thế cho tin nhắn thông thường SMS và tin nhắn qua Zalo, tuyên truyền hướng dẫn và khuyến cáo các cơ quan tổ chức hộ gia đình, biện pháp quản lý và sử dụng điện an toàn tại xã Định Biên. Được biết, khi sử dụng app chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ngoài việc các khách hàng sẽ nhận được đầy đủ thông báo về hóa đơn tiền điện, lịch cắt điện hoàn toàn miễn phí còn có thể sử dụng tiện ích tra cứu sản lượng điện đã dùng theo ngày tại các khu vực đã được lắp đặt công tơ điện tử. Theo dõi tình hình tiêu thụ điện qua các năm, dịch vụ cấp điện mới hạ áp, trung áp, dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện, thanh toán trực tuyến vân vân. Sau khi triển khai thực hiện xong tại xã Định Biên, Điện lực Đình Hóa sẽ triển khai đến tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện và phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 với tổng số 32.400 khách hàng toàn huyện Đình Hóa.